Đây không có nghĩa là chỉ là biết bán hàng về sản phẩm, biết bán hàng về dịch vụ mà bạn kinh doanh, mà bạn còn biết bán ý tưởng. Bạn biết cách làm thế nào để bán những các cái ý tưởng cho bên chỗ những nhà đầu tư, bạn biết cách làm thế nào để là thuyết phục bên chỗ ngân hàng cho bạn vay tiền, bạn biết cách làm thế nào để thuyết phục là những người tài về với bạn, bạn biết cách làm thế nào đấy để cho tất cả những người nhân viên dưới quyền phải hừng hực chiến đấu là vì bạn, vì công ty, vì lý tưởng của bạn. Tất cả cái đấy nó đều là bán hàng. Cái hệ thống kiến thức rất là đầy đủ và có cái nền tảng lý thuyết rất là vững, cách thầy dạy này cũng như là những học viên trên lớp này, mình thấy là cái tính thực chiến rất là cao. Những câu chuyện thầy kể ra thì nó đều gắn liền với thực tế, về cái doanh nghiệp thực tế của thầy. Mình thấy là mình cảm nhận được cái lý thuyết nó dễ hình dung ra bên ngoài đời nó như thế nào. Thầy rất là gần gũi, rất là chân thành và là một người thầy rất là có tâm và có tầm. Hai ngày của chương trình thì thứ nhất là giải quyết cái vấn đề về tâm lý. Khi mà học qua những cái ngày đầu tiên thì mình đã nhận ra được là những cái đấy nó chỉ là cái rào cản ban đầu. Nếu mà mình không qua vượt qua rào cản thì coi như cả quá trình cũng thất bại. Đến ngày thứ hai thì mình nhận được cái giá trị cao hơn rất nhiều, là mình biết định vị lại xem là công ty đang ở cái thị trường nào, sản phẩm phễu ra làm sao, những sản phẩm này nó có bổ trợ được cho nhau trong việc mình đi bán hàng không. Thì mình mong là những thứ mà mình sắp tới sẽ làm nó sẽ có kết quả. Tôi vỡ ra được nhiều điều về cái lĩnh vực tôi đang theo đuổi, về cái chiến lược tôi đang phát huy, về cách mà tôi đang tuyển dụng, cách mà tôi đang hướng dẫn anh em phía dưới của tôi để tôi có thể tốt hơn, để anh em có thể tốt hơn, để anh em có thể trở thành một best seller. Thầy là một người rất là nhiệt huyết với học viên, giống như một người anh, một người cha, một người chú của tôi vậy. Truyền đạt mọi điều chúng tôi thắc mắc, giải đáp tất cả những gì mà còn đang vướng bận trong quá trình bán hàng hay là quá trình đào tạo nhân sự của chúng tôi. Ở trong mấy chục năm làm doanh nghiệp thì cô chưa bao giờ được học những cái lớp như thế này. Thầy dạy rất là chi tiết này, rồi dễ hiểu. Chương trình học của thầy Tô Nhật thì cô thấy cực kỳ là hiệu quả và nâng cao được trình độ. Cô cảm nhận là một người là dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám truyền cảm hứng cho tất cả những thế hệ. Mà trong cái khóa học này thì có rất là nhiều độ tuổi. Thì trong lớp học này thì cô thấy cô là nhiều tuổi nhất nhưng mà cũng rất là dễ hiểu. Sau khi mà tham dự khóa học này thì tôi thấy là mình thiếu sót rất là nhiều và học ở thầy rất là nhiều thứ. Và chắc chắn là về sau này tôi về công ty tôi sẽ phải sửa đổi cũng như là mình sẽ xây dựng lại toàn bộ hệ thống làm việc, từ sản xuất cho đến kinh doanh cho đến bán hàng. Chúng ta cần phải có một sự thay đổi. Thầy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Thầy dạy là không biết ngừng nghỉ. Mặc dù ở độ tuổi của thầy mà tôi còn cảm thấy là thầy năng lượng thật là tuyệt vời. Mình đã biết cách để xây dựng một cái hệ thống bán hàng, làm sao là từ bài bản để cho có thể phát triển cái công việc kinh doanh của mình, để có thể tăng cái doanh số của mình lên và để cho doanh nghiệp mình có thể là phát triển hơn nữa. Thầy là một người đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình mà xây dựng doanh nghiệp, đi từ cái bước đầu khởi nghiệp cho đến những cái bước cao hơn từng nấc một. Thì mình nghĩ rằng thầy có rất là nhiều kiến thức cũng như là trải nghiệm thực tế để cho anh chị em mình có thể học hỏi. Cho mình có được cái mindset, cái hiểu biết về cách mà bán hàng như thế nào và xây dựng đội nhóm mình như thế nào và cái lộ trình thăng tiến của người bán hàng như thế nào và làm sao để mà nhân 3, nhân 4 cái doanh số của mình lên được. Đó là một cái điều thực sự là cảm nhận từ trái tim mình, đó là một điều rất tuyệt vời. Và những anh chị nào mà đi lên từ nghề hoặc là bán hàng nhưng mà chưa có đội ngũ thì đây là một cái khóa học mà chúng ta cần phải học để chúng ta có được một cái đội ngũ bứt phá
và hơn nữa mình cũng cần phải thoát ra để mà huấn luyện cho đội ngũ mình bán hàng một cách là chủ động hơn và xây dựng đội nhóm họ có được những thu nhập cao hơn.